Tấn Phước và Yến Ngọc xin gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 6 tháng 9 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hai món ăn của Bạc Liêu vào top 100 món ăn đặc sản Việt Nam. Bắt chuột đồng mùa nước nổi. Xe container lật đè một người bị thương tại Lạng Sơn. Bắt đối tượng lừa đưa người đi xuất khẩu lao động để chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng. Phát hiện điểm sang chiết đóng gói phân bón trái phép quy mô lớn. Thưa quý vị, trong bối cảnh UNESCO khuyến khích các quốc gia thành viên tổ chức kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, hướng tới lễ kỷ niệm toàn cầu tại Florence, Italia vào tháng 11 tới. Lễ kỷ niệm tại Việt Nam diễn ra sáng nay tại Ninh Bình đã mở đầu cho chuỗi các hoạt động thế giới kỷ niệm Công ước 1972 và đánh dấu 35 năm Công ước được thực thi ở Việt Nam. Việc tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Công ước 1972 tại Việt Nam góp phần thể hiện vai trò đóng góp trách nhiệm của nước ta cùng cộng đồng quốc tế nhằm tôn vinh phát huy hơn nữa giá trị của Công ước đặc biệt quan trọng này. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến dự. 8 địa danh của Việt Nam đã được đưa vào danh sách di sản thế giới. 13 di sản văn hóa phi vật thể thế giới tại Việt Nam được UNESCO công nhận. Đây chính là những nỗ lực của Việt Nam từ khi tham gia Công ước Di sản Thế giới năm 1987. Trong suốt 35 năm qua, Việt Nam là thành viên tích cực tại các diễn đàn của UNESCO về di sản thế giới và cam kết của Việt Nam để bảo vệ di sản, một trong những trụ cột tạo nên bản sắc về sự phát triển. Chúng tôi rất vui mừng và xúc động trước cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ. Đồng thời, mảnh đất Ninh Bình đã hoàn toàn thay đổi diện mạo. Đó là một minh chứng rõ ràng của thành công trong việc gắn kết giữa bảo tồn, phát huy di sản với phát triển du lịch, kinh tế và nâng cao đời sống của cộng đồng người dân địa phương. Tại lễ kỷ niệm, Tổng Giám đốc UNESCO Aurel Azoulay đánh giá cao các đóng góp thực chất hiệu quả của Việt Nam trong công việc chung của tổ chức, cũng như vai trò chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam với tư cách là thành viên của Hội đồng chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2021-2025. Cam kết UNESCO muốn tăng cường hợp tác xây dựng năng lực cho các cán bộ quản lý, các khu di sản để có thể dự báo tốt hơn về hệ quả của biến đổi khí hậu trong việc bảo tồn di sản. Buổi lễ đã đóng góp vào việc quảng bá thành tựu của Việt Nam trong bảo tồn và phát huy di sản thế giới tới các nước thành viên UNESCO, đông đảo cộng đồng quốc tế, khẳng định vị thế của Việt Nam trong khuôn khổ cơ chế UNESCO. Thưa quý vị, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa công bố danh sách top 100 món ăn đặc sản và top 100 quà tặng đặc sản của 63 tỉnh thành năm 2021 và 2022. Nhưng và trong đó thì tỉnh Bạc Liêu có hai món đặc sản được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đưa vào top 100 món ăn đặc sản Việt Nam là bánh củ cải và cà ri dịch. Hai quà tặng đặc sản mắm cá chốt và tôm khô đa dào của tỉnh cũng lọt vào top 100 quà tặng đặc sản. Cà ri dịch là món ăn có tiếng ở Bạc Liêu từ nhiều năm qua, được nhiều người khen ngợi. Với mức giá từ 35.000 đến 50.000 đồng một tô, khách có thể lựa chọn nhiều loại như cà ri hủ tiếu, cà ri bánh mì. Thịt dịch dài vừa đủ, thấm nhuần vị, nước cà ri sánh, cay nồng, trộn với giá, rau quế, có thể ăn kèm với bánh quẩy. Còn bánh củ cải được làm từ bột mì, bột gạo và bột năng, cán mỏng ra như bánh ướt, bên trong dùng thịt tép bằm cùng củ cải trắng cắt sợi. Bánh củ cải ăn kèm với giá, rau sống và không thể thiếu nước mắm chanh đường. Thưa quý vị, tại vùng đầu nguồn, mùa nước nổi về, chuột đồng thường chạy lên Gò Đất Cao tìm nơi ẩn nấp. Đây cũng là lúc mà người hành nghề săn chuột đồng vào mùa đánh bắt với nhiều kiểu khác nhau như đặt bẫy, đào hang, dở chà. Trong đó độc đáo và thú vị nhất là thổi nước vào hang để chuột tháo chạy rồi cùng chào bắt. Đây là cảnh bắt chuột đồng bằng cách thổi nước vào hang ở cánh đồng nước nổi Long Phú Thuận, huyện Hồng Ngự. Anh Lê Văn Công, người săn chuột đồng cho biết, cách làm này rất đơn giản. Chỉ cần đi dọc theo các triền đê hoặc dùng gò cao tìm hang chuột, sau đó bơm nước vào hang và chờ chuột chạy ra rồi bắt. Để bắt chuột cần có từ 3 đến 5 người chia nhau từng vị trí để canh chuột đồng từ nhiều miệng hang chạy ra ngoài. Với cách làm này, mỗi đội săn chuột có thể bắt từ 70 đến 100 kg chuột một ngày.
Hang mà có chuột cái là nó có cái đường chạy với lại cái hang nó bóng, nó láng, là mình biết hang đó là có chuột. Là muốn biết nhiều ít thì là cái hang mà nó có cái đùng bự ha, là hang đó là có chuột lứa nhiều. Chia ra mỗi thằng ngồi một góc, đầu mình canh cái đầu nó vừa chạy ra thì thằng này nhào vô thằng kia thủ. Thủ cái đầu mình ra con nào là bắt hết nấy à. Hiện chuột đồng còn sống, giá bán tại chỗ khoảng 50.000 đồng một ký, giá bán tại chợ từ 70 đến 80.000 đồng một ký. Riêng chuột đồng làm sẵn, giá bán trên 100.000 đồng một ký. Ngoài bắt chuột, đi dọc theo cánh đồng nước nổi thời điểm này sẽ không khó để bắt gặp cảnh người dân mưu sinh bằng nhiều công việc khác nhau. Hình ảnh đánh bắt của người dân nơi đây đã tạo nên nét đặc trưng của vùng đầu nguồn mỗi khi con nước về. Sau đây là một số thông tin giá cả tiêu dùng đáng chú ý trong ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Trung thu năm nay, các loại đồ chơi truyền thống làm thủ công lên ngôi. Giá cả các loại đồ chơi tăng nhẹ so với năm trước khoảng từ 10 đến 15%. Cụ thể, đèn lồng trung thu hình thú phát sáng có giá từ 25.000 đồng đến 40.000 đồng. Lồng đèn trung thu sáng tạo 4 trong 1 có giá từ 70.000 đồng đến 110.000 đồng. Đèn ông sao có giá từ 10.000 đến 30.000 đồng. Đèn lồng giấy phát nhạc từ 30.000 đồng đến 60.000 đồng một chiếc. Mặt nạ giấy từ 15.000 đồng đến 40.000 đồng một chiếc. Riêng mặt hàng đầu sư tử có giá cao hơn từ 150.000 đến 600.000 đồng một chiếc tùy loại. Giá heo hơi hôm nay đồng loạt giảm tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, chợ ghi nhận mức giảm sâu nhất 4.000 đồng một kg. Tại khu vực miền Bắc có chiều hướng đi xuống tại một vài nơi và dao động trong khoảng từ 65.000 đến 69.000 đồng một ký. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm từ 1.000 đến 4.000 đồng một ký tại nhiều nơi và dao động trong khoảng từ 59.000 đồng đến 66.000 đồng một ký. Khu vực miền Nam cùng chung xu hướng giảm và dao động trong khoảng từ 60.000 đồng đến 66.000 đồng một ký. Tai nạn, sự cố giao thông vẫn là nỗi lo thường trực, đe dọa đến sự an toàn của người tham gia lưu thông. Như tại Lạng Sơn, xe container đang lưu thông lên cầu thì bị mất lái, lật ngang rồi đè trúng xe điện đi bên cạnh, khiến một người phụ nữ bị kẹt dưới gầm xe. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ hôm nay tại cầu Na Qua, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng. Thời điểm trên, xe container đang lưu thông trên đường tỉnh 245. Khi xe đến đầu cầu Na Qua thì bị mất lái, lật ngang. Lúc này một phụ nữ đang đi trên xe điện bên cạnh không né kịp và bị xe container đè trúng. Lực lượng cảnh sát giao thông cùng người dân gần đó đã nhanh chóng phối hợp giải cứu được nạn nhân ra ngoài và chuyển đi cấp cứu ngay sau đó. Giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng do thùng container chắn hết một làn đường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Trong khi tại Đồng Nai, Công an huyện Xuân Lộc đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và xe khách khiến cho hai người tử vong xảy ra trên địa bàn. Khoảng 2 giờ sáng nay, hai thanh niên chở nhau bằng xe máy chạy trên quốc lộ 1 hướng Bình Thuận đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn qua ấp Bình Xuân 1, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai thì va chạm với xe khách giường nằm chạy hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh làm cho hai thanh niên ngồi trên xe máy văng ngược về sau, tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Trước tình hình sạt lở đất ven sông, nhiều hộ dân ở Cà Mau đã áp dụng trồng cây xanh làm bờ kè để chắn sóng, hạn chế xói mòn sạt lở ven sông, bảo vệ bờ sông khu vực đất của gia đình. Và cách làm này vừa ít tốn kém, vừa góp phần bảo vệ môi trường và mang lại hiệu quả giữ đất ven sông khả quan. Thấy nhiều nơi trồng các loại cây xanh ven sông giữ đất chống sạt lở hiệu quả, gia đình bà Nguyễn Thị Hai cũng trồng cây mắm ven sông trước nhà được hơn 2 năm. Từ khi trồng kè bằng cây mắm, đất bờ sông trước nhà được giữ ổn định hơn trước tác động của thủy triều và dòng chảy. Trồng đây chắc cũng có 2 năm rồi đó. Rồi chú không tỉa rồi lên nó lên cây bự không tỉa tỉa từ từ trồng đó giờ không có lỡ đó chứ không trồng là lỡ dữ lắm á. Thì nói chung là mới ban đầu thì bà con thì cũng có tự phát cũng có, nói chung là mình trồng nó cũng không đồng đều, nhưng sau khi mình phối hợp xuống với chi bộ ban dân mình vận động thì giờ bà con mình cũng trồng nói chung là cũng đều và giàu cũng giờ phát triển cũng là. Những bờ kè từ cây mắm, cây nước, cây dừa hoặc dừa nước ngoài giữ đất hiệu quả, bảo vệ tuyến lộ giao thông, phục vụ thông thương đi lại, còn có thể sử dụng thân lá hoặc trái. Với những lợi ích thiết thực,
phong trào trồng cây xanh làm bờ kè ven sông càng được nhiều hộ dân ở các địa phương thực hiện. Ở vùng sông nước, mỗi nhà thường có mặt tiền giáp sông khá dài. Chính vì vậy, việc làm bờ kè bảo vệ đất ven sông bằng bê tông khá tốn kém và không phải nhà nào cũng có khả năng làm. Do đó, trồng cây xanh để làm bờ kè có thể nói là giải pháp nhẹ chi phí, dễ làm, mang lại hiệu quả cho các hộ dân. Với chủ đề hợp lực để chuyển đổi bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, hôm nay tại thành phố Hà Nội, đối thoại bàn tròn được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của các đối tác quốc tế tại Việt Nam và 13 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long tại các đầu cầu trực tuyến. Với cách tiếp cận toàn diện nhằm định hướng rõ hơn về phát triển nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long, các tham luận tại buổi đối thoại đóng góp ý kiến về phát triển và quy hoạch hạ tầng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong đó tập trung vào những giải pháp về tiếp cận phát triển nông nghiệp bền vững, tài nguyên nước, logistics, hướng đến xây dựng nông nghiệp vùng này phát triển bền vững, đa giá trị và xứng tầm là trung tâm nông nghiệp quan trọng hàng đầu không những của Việt Nam mà còn của khu vực và thế giới. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất rộng lớn, chiếm 12% diện tích và 19% dân số của cả nước, với nhiều lợi thế về phát triển nông nghiệp. Hiện tại, vùng là trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn nhất của Việt Nam, đóng góp vào 32% GDP toàn ngành nông nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu nông sản. Liên tục chương trình người đưa tin 24 giờ chiều nay là những thông tin đáng chú ý sau. Bắt đối tượng lừa đưa người đi xuất khẩu lao động để chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng. Phát hiện điểm sang chiết đóng gói phân bón trái phép quy mô lớn. Thi thể một phụ nữ đang trong giai đoạn phân hủy được người dân phát hiện trên sông Quán Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào chiều nay. Ngành chức năng địa phương đang vào cuộc làm rõ vụ việc. Khoảng 13 giờ hôm nay, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ nổi trên sông Quán Trường, đoạn dưới chân cầu Bình Tân, thành phố Nha Trang. Nhận tin báo, công an thành phố Nha Trang đã nhanh chóng có mặt, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời đưa thi thể nạn nhân lên bờ để triển khai công tác khám nghiệm. Theo cơ quan chức năng, nạn nhân tử vong khoảng 3 đến 5 ngày trước. Hiện công an thành phố Nha Trang đang xác định danh tính, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Thủy, 35 tuổi, trú tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài, từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2022, Thủy bịa ra chuyện có chị gái mở cửa hàng ở Nhật Bản, cần tuyển nhân viên sang nước này làm việc. Thủy tự giới thiệu có thể làm được thủ tục xuất khẩu lao động sang Nhật với chi phí từ 35 đến 70 triệu đồng. Với thủ đoạn đó, Thủy đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng của 8 bị hại ở huyện Hưng Hà. Công an huyện Hưng Hà xác định Thủy còn nhận khoảng 300 triệu đồng của một số bị hại tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh và thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Chiều tối qua, đội quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Vĩnh Long phối hợp các cơ quan chuyên môn có liên quan tiến hành kiểm tra, phát hiện điểm sang chiết, đóng gói phân bón trái phép quy mô lớn. Qua tiến hành kiểm tra đối với hộ kinh doanh tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn do ông NCT làm chủ, đoàn kiểm tra phát hiện dấu hiệu sang chiết đóng gói phân bón hữu cơ vi sinh trái phép. Tại hiện trường có nhiều loại tang vật phương tiện dùng để sang chiết đóng gói. Cụ thể như có trên 1.370 bao phân bón hữu cơ vi sinh loại 40kg một bao và loại 100 bao phân bón hữu cơ vi sinh loại 35kg một bao đã đóng gói sẵn, trên 800 bao nguyên liệu loại 50kg một bao và trên 17.000 bao bì dùng để đóng gói sản phẩm. Ngoài ra còn có cân, máy may miệng bao và dụng cụ đóng ngày tháng năm dùng để sử dụng cho việc sang chiết đóng gói. Qua làm việc bước đầu, ông NCT chưa xuất trình được quyết định lưu hành kèm theo danh sách phân bón công nhận lưu hành tại Việt Nam, chưa xuất trình hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, chưa xuất trình hồ sơ hợp chuẩn, hợp quy của hàng hóa nêu trên. Đoàn kiểm tra tiến hành tạm giữ toàn bộ số lượng hàng hóa tang vật phương tiện dùng để sang chiết, đóng gói, phân bón có dấu hiệu vi phạm, chờ thẩm tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.